Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, sau cuộc nói chuyện điện thoại với ông Năm, cha của tám Trang thì mình rất băn khoăn bởi vì uh, mình đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao lại có một người đàn ông tàn tật và đã đến cảnh báo cha của tám Trang rằng ông phải trở về Việt Nam ngay nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Và người đàn ông tàn tật này cũng nói rõ rằng cái sự nguy hiểm đó đến từ bác sĩ Trần. Vâng, mình đặt ra rất nhiều câu hỏi là lý do câu chuyện này liệu có thật hay không có thật. Cái điều đầu tiên mà mình tin được câu chuyện này đó là tin vào lời nói của ông Năm, có nghĩa là câu chuyện này là có một người đàn ông thật sự đã đến gặp ông Năm, bởi vì bản chất của ông Năm như các bạn biết rằng là à, họ là những người miền quê, à, người nông dân miền quê ở Việt Nam ở miền Tây là bản chất của họ rất thật thà và họ uh, không bao giờ ít khi mà đã nói dối nhất là những câu chuyện liên quan tới uh, tính mạng hoặc là uh, những câu chuyện mà liên quan tới uh, rất nhiều người như chẳng hạn như cả uh, con gái của ông và của cả gia đình nhà Cọ Hùng nữa đúng không ạ? Chứ là mình tin câu chuyện đó là câu chuyện có thật. Cái vấn đề cái câu hỏi ở đây là có rất nhiều người nói rằng đây chính là âm mưu của bác sĩ Trần và người đứng đằng sau cái câu chuyện này chính là bác sĩ Trần và cũng có người nói rằng cái người tàn tật đó chính là người được bác sĩ Trần cử đến để coi như là ra một cái chỉ thị với ông Năm là phải trở về Việt Nam ngay nếu không thì tính mạng của ông sẽ bị đe dọa. Ở trong cái câu chuyện này thì mình đặt ra rằng liệu người đàn ông đó có phải là do bác sĩ Trần cử đến hay không hay là ông ta tự coi như là thấy ông Năm đã sắp sửa gặp nguy hiểm cho nên ông ta tự tìm đến. Vâng và đến tận bây giờ mình vẫn chưa đưa ra được một cái kết luận. Trước đây một thời gian ngắn, các bạn biết rằng khi mà mọi người tìm được tiếng nói chung, khi mà gặp được cậu sinh viên Hùng mà cha của cậu Hùng tìm thấy rồi, và trước đó nữa khi mà sinh viên Hùng bỏ đi, thì gia đình nhà Tám Trang và gia đình nhà Hùng đã hàn gắn lại được với nhau. Sau mỗi những cái thời gian bất đoàn kết, hoặc là mẹ của sinh viên hùng và quý bà ngân cũng đã tìm được tiếng nói chung đó là điều mà mình rất mừng bởi vì mọi người đã có một sự đoàn kết rồi đúng không ạ vậy mà tất cả mọi người đều có tiếng nói chung thế rồi mà câu chuyện tình này vẫn chưa chấm dứt bởi vì bốn người trong câu chuyện tình này là vẫn chưa có một tiếng nói chung hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng uh, có hai người đã có tiếng nói chung là bác sĩ trần và tám trang tám trang đã nhận lời hợp tác với bác sĩ trần uh, là sẽ coi đi đến để chiến đấu đến cùng để giành giật lấy người yêu và sẽ đến gặp sinh viên hùng sau khi mà cậu ta thi tốt nghiệp xong. À, tất nhiên là từ giờ đến lúc đó vẫn còn mấy tháng nữa cơ, cho nên là không biết điều gì sẽ xảy ra và cô gái này thì các bạn biết rằng vẫn trẻ người non dạ. Cô ấy hôm nay nói như vậy nhưng có thể ngày mai sẽ thay đổi. Lý do tại sao mình nói câu chuyện này bởi vì trước đó cô gái này đã từng tuyên bố rằng là. À, nếu anh hùng trở về mà quyết định lấy quý bà ngân thì cô gái này cũng chấp nhận coi như là uh, sống uh, như vậy uh, và không bao giờ tranh chấp với bà ngân bởi vì cô gái này uh, vẫn coi bà ngân là một coi bà ngân là một ân nhân bởi vì đã giúp đỡ gia đình nhà mình trong lúc khó khăn tuy nhiên bây giờ cô gái này lại thay đổi quan điểm đó chính là cái chính kiến và mình nghĩ rằng cô gái này không có một cái lập trường nhất định chính vì vậy mà mình nói rằng từ giờ đến lúc đó tận còn mấy tháng nữa thì không biết rằng câu chuyện này nó sẽ đi đến đâu về đến đâu buồn nhất là không có một tiếng nói chung trong cả bốn người nếu bốn người đều có tiếng nói chung đúng không ạ bây giờ bà ngân mình cũng sự rất mừng rồi đã có cái tuyên bố à, hơi, hơi bị sớm nhưng mà cũng tốt trước đó thì bà nói rằng chỉ khi nào bà sinh đẻ xong bà mới đưa ra quyết định lấy bà ngân hay lấy bác sĩ trần nhưng bây giờ bà đã nói rõ rằng là với bác sĩ trần, cái quan hệ của bà với bác sĩ chỉ là không thể là vượt qua được cái tình như là anh em ruột, à, anh em kết nghĩa, có nghĩa không trở thành vợ chồng được. thì ở đây đã mừng rồi đúng không ạ? thì coi như là bác sĩ trần hầu như là người ngoài cuộc rồi. một khi người ta không lấy, nhưng khốn nỗi bác sĩ trần vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. có nghĩa là sao? sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chỉ trừ khi mà cậu sinh viên hùng này với bà ngân chẳng hạn như bây giờ đi đăng ký đi đăng ký kết hôn có pháp luật hà nội chứng nhận rằng là hai người này là vợ chồng thì khi đó bác sĩ mới có thể buông bỏ à, trên là vấn đề ở đây là bác sĩ vẫn giữ nguyên quan điểm và câu chuyện tình này vẫn không thể là tách rời bác sĩ ra được ở đây có những bạn nói rằng cái người đàn ông nạ mặt tàn tật kia um, là do bác sĩ trần cử đến vâng Uh, ông ấy tự nói ông ấy là người Hoa và đã có những xích mích với bác sĩ Trần trước đây trong những phi vụ làm ăn và nếu hỏi thì cả coi như là ở thành phố Toronto này đều biết rằng là uh, bác sĩ Trần có một cái thế lực ngầm rất mạnh ở tại Toronto Canada và chính người đàn ông lạ mặt đó là nạn nhân của bác sĩ Trần trong một phi vụ làm ăn nào đó mà cái người này đã bị có nhờ bác sĩ trần sai một uh, toán đàn em toàn những người da đen da đỏ gì đó đánh ông này bị trọng thương thừa sống thiếu chết và câu chuyện đó uh, mặc dù bác sĩ trần không ra mặt nhưng theo suy đoán của người đàn ông này thì chính bác sĩ trần là người đứng sau phi vụ đó thì ở đây câu chuyện này liệu có thật hay không có thật liệu người đàn ông này là nạn là, là nhân của bác sĩ trần hay không hay ông ta tự tìm đến đây bởi vì một bục, mục đích nào đó khác bây giờ cũng có thể là ông này và bác sĩ trần có khúc mắc với nhau và đến đây nói chuyện với cha của tám trang để mục đích là hạ uy tín của bác sĩ trần xuống. Có những người đã bình luận như vậy và thật sự ra trong câu chuyện này mình cũng không biết đâu là giả dạ hay là thật. Vâng, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các câu chuyện mà thực sự ra nó chỉ liên quan tới bà ngân và cha của tám trang. Thưa quý vị, sau khi nói chuyện với mình xong, mình không đưa ra một cái một cái góp ý rằng là ông phải lên như thế này, bác phải lên như thế kia, lên trở về Việt Nam hay ở lại đây hay giải quyết thế này thế kia, bởi vì mình không muốn dính sâu vào câu chuyện tình uh, câu chuyện tình này. trên là mình đã không đưa ra một cái góp ý gì cả thì ông Linh lúc đó đã quyết định đã gọi điện cho bà Ngân và kể lại cái câu chuyện đó. Vâng. Ông Linh uh, đã kể lại câu chuyện với bà Ngân y như đã kể lại với mình và chính bà Ngân sau khi nói chuyện với ông Năm xong, mình xin lỗi các bạn từ lấy giờ mình nói là ông Linh nhưng mà chính thức là ông Lâm cha của Tám Trang nhé. Đôi khi mình bây giờ cũng có tuổi rồi cho nên là đôi khi có những sự lầm lẫn và rất mong quý khán thính giả thông cảm cho mình. Ông Lâm sau khi nói chuyện với mình xong không đưa được đến một cái kết quả nào thì ông ấy đã gọi điện cho quý bà Ngân để kể về cái câu chuyện đó và cũng muốn bà Ngân đưa ra một cái một cái sự góp ý là lên về hay là lên ở lại bởi trong câu chuyện này thì Ông Nam đã hứa với gia đình nhà bác Ngọc ở lại ngày 16 sáu này đi ăn cỗ con của bác Ngọc là lấy chồng. Đó là cái thứ vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai, ông ấy cũng muốn cho con gái của mình ổn định hoàn toàn đi à, và có một cái gì đó nó rõ ràng để cho ông ấy yên tâm trước khi mà trở về Việt Nam, đúng không ạ? Có khi cả một cuộc đời ông ấy chỉ một lần sang đến được Canada thôi và gặp con gái hiện tại và đây là những cái thời gian rất là quý báu để ông ấy có thể uh, giúp con gái mình trở thành một cái người tốt trở thành đoạt được cái tấm bằng đại học để trở về việt nam hoặc làm việc ở tại đây uh, có một cái vấn đề mà ông ấy rất là muốn ở lại lý do tại sao lý do bởi vì con gái của ông là học theo nghề quản trị kinh doanh và bác ngọc là một trong ba nhân tố chính hùn vốn uh, cùng với bà ngân và vợ chồng anh hoài việt để chẳng hạn như là thành lập hai cái công ty mẹ con ở đây ở tại Toronto và một công ty ở việt nam để đưa những người việt nam đang muốn sang bên canada định cư và đây chính là gợi ý của bác sĩ trần thì con gái của ông học nghề quản trị kinh doanh thì chắc chắn là muốn làm việc trong cái công ty này và đây là chính là điều mà ông năm muốn ở lại để gặp ông ngọc để lấy điểm trong con mắt của ông ngọc đúng không ạ để sau này ông có về rồi và con gái ông xong tốt nghiệp rồi hoặc là vừa đi học vừa đi làm trong công ty của bác ngọc thì nó là tuyệt vời chứ bây giờ ngày vui của con gái ông ấy mà ông ấy đã mời rồi À, tất cả đã chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến ngày mà ông lại bỏ về Việt Nam có nghĩa không tôn trọng thì chắc chắn rằng là nếu sau này con gái ông xin việc cũng sẽ gặp khó khăn đại khái là ý của ông năm là muốn nó là như vậy nhưng bây giờ xảy ra cái câu chuyện là có người đe dọa đến tính mạng như thế thì ông quá hoảng sợ nên là ông ấy khi mà gọi mình nói chuyện thì mình không đưa ra một cái chủ ý gì thì đã gọi điện cho bà ngân thưa quý vị và các bạn sau khi nói chuyện của ông năm xong thì bà ngân đã gọi điện cho mình cũng kể lại câu chuyện là hoàn toàn trùng khớp như vậy có nghĩa là ông năm đã kể kể lại với bà ngân cái câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay mà có một người đàn ông người việt có khoa và bị tàn tật đã đến nhà, nhà ông năm và ông năm thừa nhận rằng là chân của ông ta bị đàn tàn tật nhưng không biết tàn tật vì lý do gì và những cái điều mà ông ta nói khiến bà ngân rất là giật mình có điều bà ngân đã bác bỏ hoàn toàn về cái câu chuyện mà ông năm đưa ra trong cái câu chuyện này thì bà Ngân đưa ra cái quan điểm rõ ràng rằng bà ấy không bao giờ tin bác sĩ Trần đứng đằng sau cái câu chuyện và có thể hãm hại ai gì cả bởi vì bây giờ bà đã sống một thời gian rất dài ở thành phố Toronto này rồi, rồi và bác sĩ Trần cũng làm việc ở bệnh viện rất lâu ở ở đây rồi thì nếu bác sĩ Trần mà có những hoạt động trong những cái băng nhóm xã hội đen chẳng hạn như chỉ đạo những người nọ người kia hoặc thuê người để đánh người nọ người kia cái thứ thì chắc chắn đã có điều tiếng à, chắc chắn nó là như vậy đúng không ạ? thì làm sao bà Ngân ở đây mà không nghe tiếng được và bà Ngân còn chứng minh rằng bác sĩ Trần là người tốt và cái điều bác sĩ Trần mà đã chữa bệnh cho cả ba người là bà mang ơn suốt đời chính vì vậy mà khi tại sao mà bác sĩ Trần đến nhà bà Ngân bà Ngân vẫn tiếp đón đoàn hoàng nhiều người nói là xa lánh bác sĩ Trần ra nhưng bà Ngân vẫn uống thuốc của bác sĩ Trần Uh, chỉ có từ khi bác sĩ Trần đi Trung Quốc thì bà Ngân mới thôi không uống bởi vì bà Ngân nghĩ rằng là mình uống nữa sẽ bị béo phì và đứa con cũng quá thờ chất rồi không cần phải đến những cái thang thuốc đó nữa. Ở đây bà Ngân muốn chứng minh uh, cho cái lời nói của bà là chính xác mà là bác sĩ Trần vẫn là người tốt bởi lý do tại sao? Nếu mà bác sĩ Trần là người xấu thì khi mà cậu hùng này gặp tai nạn nằm ở bệnh viện đó thì cái tính mạng của cậu ta nằm trong tay của bác sĩ Trần rồi thì bác sĩ trần thiếu gì cách để có thể giết chết cậu hùng trong cái lúc mà cậu ta làm mê man bất tỉnh đó đúng không ạ người ta làm bác sĩ người ta ví dụ như tiêm một cái liều thuốc gì vào đó vào trong cái mạch máu của cậu hùng chẳng hạn hoặc là làm cái gì đó trong cái ngành bác sĩ mình cũng không hiểu nữa nhưng mà đại khái là ông ấy mà muốn hại cậu hùng thì rất là dễ thôi thì tại sao người ta vẫn còn cứu cậu hùng mà người ta không thèm coi như là làm cái điều gì xấu xa gì cả trong khi đó khi cậu hùng bỏ đi thì bác sĩ trần đã đi cả mỹ thuê thám tử tư rồi đi tìm cậu ta về mất bao nhiêu tiền của mất bao nhiêu công sức có nghĩa bà ngân vẫn ủng hộ bác sĩ trần rất nhiều trong vấn đề mà ông năm đưa ra câu chuyện là bác sĩ trần muốn hại mình Chứ ở đây là mình uh, cũng không biết nói thế nào cả mình chỉ biết bà ngân nói chuyện rằng là uh, trong suốt thời gian qua bà ngân vẫn đang theo dõi câu chuyện này và đang lắng nghe những cái lời bình luận của tất cả quý khán thích giả À, các bạn cũng biết rằng là bà ngân không bao giờ coi như là tỏ ra một người hồ đồ có nghĩa là không bao giờ nói uh, bình luận lời lọi lời kia hoặc là oán trách người lọ kia mặc dù có một số những người có những lời uh, mà bất nhã với bà ấy nhưng bà ấy không bao giờ coi như là đưa ra những cái lời mà phản đối dữ dội gì hết tính cách của bà ấy từ xưa tới giờ nó đã như vậy rồi Trên là trong câu chuyện với bác sĩ trần bà ngân vẫn tin tưởng bác sĩ trần là người tốt ngay cả cái chuyện mà có nhiều nguồn tin nói rằng bác sĩ Trần có mấy người vợ ở Trung Quốc thì bà Ngân cũng không phản đối gì cả. Bà Ngân nói chuyện đó là chuyện bình thường và em cũng chẳng cần phải điều tra điều chiếc gì cả. Bởi vì quan điểm của em đã nói rồi là em coi bác sĩ Trần như là người anh anh trai của mình thì làm gì có chuyện lấy nhau. Mà đã không lấy nhau rồi thì làm sao phải đi điều tra cái chuyện vợ con của người ta. Mình không có đủ tư cách và mình không có quyền. Cái đó là thuộc vào vi phạm và cái quyền riêng tư của một đời người của một người khác chỉ có bây giờ ví dụ như bác sĩ trần vi phạm vào pháp luật gì gì đó và coi như là chẳng hạn như công an cảnh sát gì họ tự đi điều tra thì cái điều đó mới được còn mình là uh, tư nhân với nhau ngay cả cái chuyện bây giờ nếu ví dụ bây giờ bác sĩ trần mà em đồng ý lấy bác sĩ trần thì chắc chắn em sẽ có thể là đi sang trung quốc để tìm hiểu thật sự bác sĩ trần có vợ hay không hoặc bác ấy phải tự chứng minh với em trong vấn đề là nếu em đưa ra điều kiện, nếu mà anh đã có vợ ở bên Trung Quốc rồi thì em sẽ không lấy anh. Nếu anh muốn lấy em thì bây giờ anh phải chứng minh rằng anh không có bất cứ một người vợ nào và khi anh lấy em thì anh phải chung sống với em trọn đời không đi với đi một người đàn bà nào khác. Thì khi đó chẳng hạn em không tin tưởng bác sĩ Trần nữa thì em mới đi điều tra rằng là xem có phải bác sĩ Trần nói thật hay không thật. Còn bây giờ mọi người cứ bảo là em đôi khi là không hiểu cái gì, không biết cái gì. Em nghe hết, em hiểu hết, nhưng mà em nghĩ rằng Uh, nếu em làm những cái điều uh, đi điều tra bác sĩ Trần thì đã xâm phạm vào đời tư của bác sĩ cái thứ hai là đã phủ nhận cái lòng tốt của bác sĩ đã cứu chữa mình uh, khỏi bệnh tật điều đó là mang ơn cả đời em không thể nào quên được giống như những người khác còn trong một câu chuyện khác nhiều người nói rằng bác sĩ Trần và Tám Trang bây giờ đang coi như lên một cái kế hoạch để tách em ra uh, khỏi uh, khỏi anh hùng và bây giờ coi như là trong cái thời gian em về Việt Nam sinh đẻ Hùng và Tám Trang sẽ sống với nhau như vợ chồng và có thể lấy nhau và có con nữa. Em vẫn đang lắng nghe ý kiến của mọi người. Cái câu chuyện này em nghĩ là duyên phận của ông trời, số phận của mỗi người. Em nghĩ rằng cuộc đời của em với sinh viên Hùng là nó đã có sự sắp đặt trước của ông trời rồi. Trên là dù Tám Trang hoặc bất cứ ai muốn phá vỡ hạnh phúc cũng phải phụ thuộc vào ý của ông trời. Chứ không phải là cứ có mưu, cứ hành động là thành công được. Cho nên là ở đây, ngay cả bác sĩ Trần có chuyện đó thì cũng không sao. Bởi vì sao? quyền của mỗi con người ai muốn làm gì thì làm đúng không ạ? Tất em là đi theo đạo Phật và em tin rằng là tất cả những cái gì nó đều có nhân có quả. Người nào làm tốt thì sẽ cuộc đời sẽ hưởng hạnh phúc và điều tốt sẽ đem lại cho mình. Còn người nào không tốt thì ông trời là người phán xét chứ bản thân em không cần phải phán xét bất cứ một ai hết. Vâng thưa quý vị và các bạn. Trong cái cuộc nói chuyện hơi dài này với bà Ngân có những điều mà từ xưa đến giờ bà Ngân chưa bao giờ thổ lộ và mình cũng không hiểu được chuyện này nhưng bà ấy đã nói với mình như thế này. À, bản thân anh và tất cả mọi người hầu như không ai hiểu được trong vấn đề cái sự quan hệ với em với anh Hùng trong mấy năm qua. À mọi người chê trách đủ mọi điều, thôi cứ mắng cứ chửi cứ chê cứ trách đi bởi vì à, không phải cuộc đời của họ, họ không thể cảm nhận được. Còn em sống anh Hùng trong mấy năm, em biết được tình cảm của anh ấy dành cho em như thế nào. Và em tin tất cả những điều gì anh ấy nói khi mà đầu ấp tay kể và không phải bỗng nhiên mà khi anh ấy bỏ đi, em lại sùng sục đi tìm anh ấy và em có thể chấp nhận mất nhiều tiền để đưa anh ấy trở về an toàn. Mọi người nghĩ thế đó, nghĩ thứ kia và nghĩ rằng là em có tiền em vung tiền qua cửa sổ, không phải thế đâu. Tất cả những đồng tiền mà em có thể dám sử dụng là em đều tính toán rất kỹ. Đồng tiền này là của uh, của em nhưng cũng là của người chồng quá cố của em. Em biết rằng cái sự hoang phí của mỗi con người nó rất là lãng phí với ông trời và khi mình không biết quý trọng đồng tiền thì đồng tiền đó nó sẽ tự bay đi. Em biết sử dụng đồng tiền, bằng chứng là em đã đưa sử dụng những đồng tiền đó vào những công việc có ích. Đó là những cái công việc mà em làm từ thiện ở Việt Nam và em vẫn cứ tiếp tục làm từ thiện ở Việt Nam. Có điều rằng là từ bây giờ trở đi, số tiền làm từ thiện ở Việt Nam chắc chắn nó sẽ là ít hơn rất nhiều bởi cái số tiền đó em đã à, làm cái di chúc à, để cho con em thừa hưởng 18 năm sau mới có thể rút ra được đúng không ạ? Còn bây giờ là em làm à, từ thiện theo cái à, số tiền em có thể có thôi, một vài trăm ngàn và số tiền lại nó không được bao nhiêu và số tiền này có thể giúp cho một tí nào đó cho một người, một vài người nào đó có những cái hoàn cảnh đặc biệt chứ em không thể là à, giúp một cái số lớn như trước kia nữa cũng trong câu chuyện này bà ngân nói rằng rất rất nhiều người à, oán trách bác sĩ trần nói âm mưu lọ âm mưu kia nhưng em không bao giờ tin vào điều đó em tin vào những cái gì mà em suy nghĩ mà qua lời bác sĩ trần nói à, trước đây trong câu chuyện mà bác sĩ trần nói với em về cái chuyện mà sau này ví dụ như là à, cái lá thư mà bác sĩ trần viết là chẳng hạn như về trung quốc làm từ thiện hoặc thế nọ thế kia em cả bác sĩ trần cũng đã có một cuộc nói chuyện với nhau sau khi bác sĩ trần mới tới trung quốc được khoảng nửa ngày và bác sĩ gọi điện về hỏi thăm em thì bác sĩ trần nói thẳng cái chuyện tiền bạc của em là do em giữ và cái số tiền uh, mà làm từ thiện thì không liên quan tới cái số tiền gốc chẳng hạn như mà mình uh, cho uh, vứt vào ngân hàng cái tiền lãi đi làm từ thiện hoặc nếu mà mình mở ra một cái công ty để mà buôn bán bất động sản thì lấy cái số tiền lãi để đi làm từ thiện chứ số tiền gốc bao giờ cũng để nguyên đó để nó sinh sôi lầy lả ra chứ không phải là lấy số tiền gốc đó bỏ ra đi để kinh doanh tất cả đó là mọi quý khán thính giả hiểu sai về vấn đề về bác sĩ trần nó là như vậy còn em vẫn tin tưởng mà nòng mà dạ bác sĩ trần là người tốt Em không muốn bác sĩ Trần bị tổn thương Và bản thân em thật sự là em cũng không muốn uh, Nói ra cái lời nói rằng là uh, uh, Bác sĩ Trần và em có cái quan hệ không vượt quá tình anh em sớm như vậy Bởi vì em biết rằng những người đang yêu là những người uh, Là những người đang đau khổ nhất Mặc dù trong cái sự đau khổ đó chỉ nhoé lên một vài phút Cái sự hạnh phúc vui sướng trong cuộc đời thôi Còn tất cả con tim lúc nào cũng cảm thấy bị tổn thương Lúc nào cũng nhói nhau lúc nào cũng nhói đau bởi vì lúc nào cũng nghĩ tới người mình yêu mà mình vẫn chưa giành được. Em quá hiểu cái tâm trạng của bác sĩ Trần, cho nên là em không muốn làm bác sĩ Trần bị tổn thương. Nhưng thực sự trong cuộc đời này thì rất là khó nói. Trái tim mẹ, trái tim của em đã dành cho anh Hùng rồi thì em rất khó có thể dành cho một người đàn ông khác trong câu chuyện ngày hôm nay bà Ngân nói chuyện hơi dài và cũng nói uh, một chút về cô gái tên là Tám Trang các bạn biết bà Ngân suy nghĩ về Tám Trang như thế nào không vâng Ở trong thời gian qua có rất nhiều những cái lời đồn đoán là Tám Trang sẽ hợp tác cùng bác sĩ Trần thế này thế kia rồi những cái lời nói rằng là Tám Trang rồi vô ơn bạc nghĩa với bà Ngân thế loại thế kia nhưng mà hoàn toàn bà Ngân không có gì oán trách Tám Trang qua trong cái câu chuyện này và Ngân nói rằng ai cũng có một trái tim và ai cũng có một cái tình yêu. Và khi trái tim, con tim của mình mách bảo yêu người nào đó thì rất khó có thể rời ra. Em thông cảm cho Tám Trang bởi vì chắc chắn Tám Trang cũng thông cảm cho em. Chỉ có những người phụ nữ đang yêu mới có thể hiểu được lỗi lòng của người kia như thế nào còn trong con đường mà bây giờ bác sĩ trần và tám trang như nhiều người nói rằng đang là hợp tác với nhau để tách em ra trở về việt nam và sau đó để chiếm lấy trái tim của anh hùng thì cái chuyện đó em nghĩ rằng là à, tám trang không phải là người đơn giản như vậy tám trang không phải là một người bồng bột nữa sau khi cô ấy từ cõi chết trở về thì cô ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác chứ không phải như xưa một cô gái bồng bột trẻ trung bây giờ đã trở thành một người phụ nữ chín chắn Em thì có những suy nghĩ như vậy và mỗi bước đi, mỗi việc làm của Tám Trang đều có những cái cân nhắc hẳn hoi. Chưa chắc rằng lời Tám Trang nói như vậy mà Tám Trang đã làm theo như vậy. Đó là suy nghĩ của em như vậy thôi. Bởi em rất tin uh, khi mà Tám Trang uh, sống ở nhà em nhiều ngày sau khi mà từ bệnh viện trở về thì em hiểu được tính cách của cô gái này. Em cũng xin thú nhận một điều rằng em không thể san sẻ được tình yêu của em cho bất cứ ai. Chẳng hạn như giữa em và Tám Trang. Tám Trang cũng không bao giờ muốn chấp nhận coi như lấy chồng chung và bản thân em thì cũng như vậy. Em nghĩ rằng người đàn bà con gái nào cũng ích kỷ nhỏ nhen như vậy cả thôi. Em thì đôi lúc đã đặt vào cái hoàn cảnh là liệu mình cả mình và Tám Trang có thể chung một người chồng là anh hùng được hay không. Nhưng cuối cùng em biết rằng là bản thân em không vượt được qua cái cửa ải đó bây giờ cứ nghĩ đến cái chuyện tám trang trẻ trung hơn mình và hàng đêm hàng đêm anh hùng chỉ có ăn ngủ với tám trang thôi một mình em sẽ cô đơn lạnh lẽo thì lúc đó em làm sao chịu đựng được trên là ở đây em muốn rất tôn trọng anh hùng và em muốn anh ấy đưa ra một cái lời quyết định Vâng, anh ấy đang học và em tôn trọng anh ấy, cứ để cho anh ấy học hành xong đi và sau đấy anh ấy sẽ đưa ra một cái quyết định chọn ai là quyền của lựa chọn của anh ấy. Em biết rằng là trong cái câu chuyện này nó rất là khó và nếu ý của anh ấy vẫn quyết định muốn lấy cả hai người thì trong câu chuyện này em cũng không biết nói làm sao nữa. Vâng thưa quý vị và các bạn. Trong cái um, cuộc điện thoại ngày hôm nay đang là cái câu chuyện giữa mà ông Năm với bác sĩ Trần thì câu chuyện cuối cùng lại chuyển sang đề tài là bà ngân lại tâm sự chuyện riêng với mình và những cái điều này trong suốt bao nhiêu ngày tháng qua bà ngân chưa bao giờ nói chưa bao giờ tâm sự với mình những cái thổ lộ những cái điều đó ra đây là một điều mà mình thấy rằng nếu mà mọi người mà hiểu được lòng dạ của bà ngân thì cũng thật sự là phải thương cảm cho người đàn bà này cũng và mình tin rằng khi mọi người hiểu được điều đó rồi thì ít người cũng sẽ oán trách bà ngân hơn nhiều người nói rằng bà ngân ơi bà hãy buông tha sinh viên hùng ra đi bởi nó chỉ đáng tuổi con của bà thôi nhưng các bạn biết không một khi các bạn nằm ở trong hoàn cảnh đó một khi trái tim của các bạn đã yêu một người nào đó rồi thì nó rất là khó nói nó không dễ dàng như các bạn đứng ở ngoài cuộc đâu chỉ có người trong cuộc mới thấm hiểu được cái điều đó bởi vậy từ trước tới giờ mình vẫn cô thương cô em Ngân nhưng mà đến bây giờ sau khi nghe cô ấy tâm sự thế thì mình càng thương cô ấy hơn. Tất nhiên là nói thương thì thương mồm thương mép thôi bởi vì mình có giúp được gì gì đâu đúng không ạ. Bây giờ động viên cô thì cũng chả dám là động viên mạnh mẽ bởi vì rất là khó. Động viên cô bảo ơi em ơi em sẽ chiến đấu đến cùng và em để chiếm đoạt lấy người yêu đi thì lại gạt tám trang ra bên ngoài. Làm thế nào nói cái gì chăng nữa thì cũng bị mọi người oán trách. Cho nên là tốt nhất À, thì cứ như là cô em mình nghĩ đó cứ để nó trôi đi và tất cả những người trong cuộc này dù có âm mưu gì chăng nữa thì cũng không thể thắng được ý ông trời và tất cả mọi người nó là đều có duyên số rồi và đây là một cái cuộc tình mà nó gọi là duyên tiền định từ kiếp trước phải trả lợi lần nhau và ông trời ông sẽ có cái quyết định à, ông trời sẽ có cái lời phán xử chứ không phải là một người nào đó trong bốn người này à, vâng thưa quý vị và các bạn trong phần cuối của cái cuộc điện thoại ngày hôm nay mình có hỏi cô em ngân là thế sau khi nói chuyện với ông năm xong thì em có nói chuyện là khuyên ông ấy trở về Việt Nam hay ở lại hay như thế nào không thì uh, cô em ngân đã nói rằng là em nói rằng á uh, bây giờ bác cứ ở đây vô tư đúng không ạ lúc nào thích về thì về mà thích ở đây ngay cả ở đây để đi lao động kiếm tiền thì cứ ở không sao cả ở đây với con gái hết uh, cái thời gian ở thì em lại coi như xin gia hạn hợp đồng cho, không có gì khó cả mà phải tin tưởng rằng là bác sĩ Trần không làm hại ai. Em có lời khuyên với coi như là ông năm nói là như vậy và không biết là quyết định của ông ấy như thế nào nhưng em đã động viên rất nhiều rồi. Đừng bao giờ phải suy nghĩ quá về vấn đề bác sĩ Trần. Nếu bác sĩ Trần là người mà nham hiểm như vậy mà uh, quan hệ cùng xã hội đen, tranh chấp kiểu lọ kiểu kia như vậy thì ở cái thành phố Tôn tô này thì đã ầm ầm đến rồi. Ai cũng biết rồi làm sao có chuyện như vậy được em đã động viên và coi như là chấn an ông năm rồi bởi vì trong cái câu chuyện mà ông năm gọi điện ông ta rất run sợ ông ấy muốn đưa tám trang về việt nam nhưng mà em đã bảo không được phép đưa tám trang về bởi vì lý do tại sao đưa tám trang về là làm hỏng cả cuộc đời của tám trang không phải bất cứ người đàn bà con gái nào cũng tự nhiên được sang đây đi du học mà một cái suất để đi du học cả đây là cái cơ hội cả cuộc đời mới có mà thôi nhiều người con gái khác nhiều sinh viên khác muốn đi du học có đi được đâu cho nên là ở đây mà tự nhiên lại kéo con gái trở về có những cái máng lợn trở về một cái vùng quê nghèo khổ thì coi như là phí cả một cuộc đời của một người con gái ra đó cho nên là cô em ngân đã nói với ông năm như vậy và không biết rằng ông năm sẽ xử trí câu chuyện này ra sao thì mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện này ở video sau của mình. Mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã nhiệt tình theo dõi câu chuyện của mình trong suốt cả thời gian qua xin chào và hẹn gặp lại